Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công băng nhóm mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ trên không gian mạng và thu giữ hàng trăm khẩu súng các loại. Băng nhóm này do Đoàn Quốc Thái 32 tuổi cầm đầu, Trần Bá Lộc 27 tuổi thực hiện. Từ đầu năm 2023 đến nay, Thái đã mua hàng trăm khẩu súng công cụ hỗ trợ về Việt Nam, giao bán trên không gian mạng và thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng. Khám xét nhiều địa điểm, lực lượng công an thu giữ 230 khẩu súng các loại, 4.750 viên đạn các loại, 23 bình ga, 2 máy khoan ép đạn, 3 bịch đạn bì nhựa, 6 bịch đạn bì kim loại, 54 hộp tiếp đạn và nhiều tăng vật khác. Trong khi đó, thì tại Cà Mau, trong quá trình tuần tra đêm, Công an huyện Thới Bình đã phát hiện một thanh niên đã mang theo vũ khí trái phép lưu thông trên đường. Khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng tên Trương Vũ Lâm đã ném một vật trong túi sách mang theo bên mình. Tổ tuần tra đã tiến hành thu giữ. Đối tượng khai nhận ném đi là khẩu súng đã đặt mua trên mạng, mang theo người để phòng thân. Kiểm tra trên người của đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ thêm 5 viên đạn. Thường xuyên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự vào lúc rạng sáng, một nhóm thanh thiếu niên đã bị công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng truy xét và xử lý. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 1 tháng 3, tổ tuần tra phát hiện và mời một nhóm khoảng 7 đối tượng có cả nam và nữ, độ tuổi từ 14 đến 19 tuổi đang tụ tập trên đường Như Nguyệt về trụ sở để làm việc. Tại đây, các đối tượng khai đã lập nhóm Zalo tên Tour Zone trên Messenger để liên lạc, hẹn nhau cầm theo một số hung khí như là chổi, gậy, ba chĩa, tụ tập vào lúc sáng sớm để đùa giỡn, đuổi nhau trên đường và quay video đăng lên mạng xã hội. Liên quan đến nghi vấn biển thủ tiền công đức tại đền ông Hoàng Mười, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 2, trong quá trình thu tiền tại gian nhà chung điện cùng với các thành viên ban quản lý đền ông Hoàng Mười, người đàn ông sinh năm 1978 đã lấy trộm hơn 1 triệu đồng bỏ vào trong hộp bánh. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau khi lập biên bản, Công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng, số tiền là 2 triệu 500 nghìn đồng, đồng thời trao trả lại ban quản lý số tiền đã bị chiếm đoạt. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Việt Khánh, sinh năm 1983, trú tại huyện Đức Trọng để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo điều tra ban đầu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện Khánh đã quản lý và sử dụng một số tài khoản mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán các bài viết, video clip, hình ảnh bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền. Quá trình xác minh, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ các bài viết, video clip, hình ảnh trên các tài khoản mạng xã hội là do Hoàng Việt Khánh làm ra, đăng tải, chia sẻ, tán phát có nội dung được giám định, sai sự thật, xuyên tạc, bóp méo tình hình thực tế, đả kích các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, nói xấu, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Sau một ngày xét xử vào ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù, Trần Văn Sĩ 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng hành vi của Trần Văn Sĩ và Đặng Thị Hàn Ni đã phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hành vi phạm tội của hai bị cáo thuộc trường hợp gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Các bị cáo là người có trình độ học vấn cao, am hiểu pháp luật, đã nhiều lần phát trực tiếp trên các nền tảng, tư vấn pháp luật cho nhiều người, nên những nội dung bị cáo đăng tải phần nào đã gây ảnh hưởng trong xã hội. Về tình tiết giảm nhẹ tại cơ quan điều tra và tại các phiên tòa, bị cáo Trần Văn Sĩ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong khi đó, bị cáo Hàn Ni, quá trình khởi tố điều tra thì bị cáo chưa nhận thức được hành vi của mình là sai. Tuy nhiên, quá trình xét hỏi tại tòa thì Hàn Ni đã nhận thức được hành vi của mình. Ngoài ra, quá trình công tác, hai bị cáo còn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan tổ chức. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Sĩ mức án 2 năm tù, Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù.
Liên quan đến hành vi phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mời Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996, lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội. Trước đó, Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã liên tiếp tổ chức livestream trên các tài khoản mạng xã hội. Những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của Nam Em đã gây ồn ào mạng xã hội và nhiều thông tin tiêu cực trong thời gian vừa qua. Từ các hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Lệ Nam Em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tổng số tiền xử phạt hành chính đối với Nam Em là 37 triệu 500 nghìn đồng. Với chiêu thức là tự đóng các gói hàng vô giá trị, tìm người vận chuyển với điều kiện là phải ứng trước tiền hàng, rất nhiều shipper đã mắc bẫy kẻ lừa đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hồng Ngọc, sinh năm 2002, trú ở huyện Đại Từ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, do nợ nần nhiều nên Lê Hồng Ngọc đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để trả nợ. Bản thân Ngọc từng làm nghề giao hàng nên đã tham gia các nhóm shipper trên ứng dụng Zalo, Facebook. Và để thực hiện hành vi phạm tội, Ngọc đã đóng các túi hàng bên trong đựng cát và túi bóng, ghi thông tin người nhận giả. Sau đó, Ngọc đã thông báo với các quản lý nhóm shipper để tìm người vận chuyển đơn hàng. Khi shipper liên hệ, Ngọc yêu cầu ứng trước một số tiền nhất định và chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn như trên, từ đầu tháng 2 năm 2024, Ngọc đã chiếm đoạt trên 4 triệu đồng của rất nhiều shipper. Số tiền này Ngọc trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cho đến ngày 26 tháng 2, Ngọc đã bị một nhóm shipper phát hiện và đưa đến cơ quan công an. Sau một thời gian theo dõi và trinh sát đường đi nước bước của phân bón giả bán về nhiều tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên, mới đây Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán phân bón giả với quy mô lớn. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khám xét công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Đức có địa chỉ tại cụm công nghiệp Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức do ông Nguyễn Đức Đề làm giám đốc. Tại các kho sản xuất chứa hàng của công ty, phát hiện trên 271 tấn phân bón vi lượng giả. Nhiều năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Đức hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón giả bán trên địa bàn các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Quảng Ngãi tổ chức lấy mẫu phân bón để giám định. Này là do khách hàng họ cái giá nó thấp, bây giờ họ buộc để cạnh tranh, mà trong này nó thiếu thành phần bón. Thiếu thành phần bón là thành phần như thế nào? Bón thì chống rụng trớ. Bước đầu xác minh, nhiều bà con nông dân đã sử dụng phân bón giả gây cháy lá cây nông nghiệp và hoa màu, làm thiệt hại quá trình canh tác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố giám đốc Nguyễn Đức Đề về hành vi sản xuất buôn bán trên 271 tấn phân bón giả. Cái công ty này là bán ở ngoài tỉnh, trên cái địa bàn của tỉnh Tây Nguyên và cái tỉnh phía Nam, và làm theo các cái đơn đặt hàng. Do vậy thì trinh sát cũng đã tiến hành thu thập tài liệu và cái quy trình sản xuất cũng như cái thủ đoạn và các cái việc liên quan đến hành vi sản xuất và mua bán của công ty này. Thời gian gần đây, tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả kém chất lượng trong nước ngày càng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều hệ lụy, gây thiệt hại cho người nông dân, nhà nước và doanh nghiệp. Việc đấu tranh triệt phá của lực lượng Công an Quảng Ngãi đã kịp thời ngăn chặn cơ sở đầu não sản xuất phân bón giả.